Chào tất cả các bạn. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm bài tập. Một bài tập ví dụ tiếp theo về Java Sublet. Ở đây chúng ta sẽ làm 3 nhiệm vụ, đó là thực hiện validation cho từng ngôn vật liệu, sau đó thì kiểm tra email tồn tại chính xác chưa. Tiếp theo là sẽ dùng một cái biến khởi tạo và xây dựng ra một cái trang bảo lỗi để xây dựng. Được chưa? Vậy thì mình sẽ run trước. Thứ nhất là mình sẽ thử trong trường hợp mà mình sẽ validation ở trong sau các cái ô nhập điều này nhé. Nếu như mà các bạn nhập một cái email mà nó đã có sẵn rồi ấy, nếu như các bạn chưa nhập gì nhé, thì chắc chắn này nó sẽ tạo ra lỗi là email incomplete, tức là nó thiếu một cái ô nhập điều email. Khi các bạn nhập rồi này thì tiếp tục này nó sẽ bị lỗi first name empty này, đúng không? Vậy nếu như chúng ta nhập first name rồi và chưa đọc last name thì nó sẽ báo là lỗi là last name empty đó. Và chỉ khi mà các bạn nhập hết rồi, đúng không, thì lúc đó nó sẽ có hai trường hợp xảy ra nữa. Trường hợp thứ nhất là email sẽ bị trùng. Và khi các bạn ấn vào join now thì nếu như email bị trùng xong cái file .txt thì nó sẽ thông báo là email is exit. Và lúc này các bạn sẽ phải sửa. Và nếu như email mà không trùng nữa và các bạn chọn đầy đủ hết các cái thông tin và ấn vào join now thì lúc đó là cái trang hiển thị, đúng không? Cái trang thanh.jsp lúc này nó mới thành công, đúng không? Nó mới sẽ thông báo thành công cho các bạn. Và khi các bạn ấn return thì nó sẽ về index ban đầu. Và một trường hợp nữa đó là lỗi error, tức là các bạn nhập một cái đường link sai thì thay vì nó hiển thị ra là không làm gì được thì nó sẽ hiển thị cho các bạn một cái trang JSP là một link của error như thế này. Vậy thì trước tiên là chúng ta sẽ phải tinh chỉnh lại từ các cái bài trước. Các bạn có thể lấy đây, các bạn có thể lấy từ cái bài có first name, username và last name, đúng không? Thì các bạn truyền vào đây ba cái thông điệp, đúng không? Ở đây các bạn sẽ truyền ba thông điệp ở trước ba cái cột nữa, email, first name và last name. Thì chúng ta sẽ cho ba cái biến thông điệp là message 1, message 2 và message 3, để nếu như mà nó có những cái lỗi, đúng không, nó có những cái lỗi mà validation thì nó sẽ hiển thị ở ngay trên cái thẻ input mà các bạn đã viết, đúng không? Thì ở đây mình sẽ cho thêm ba cái message ở trên ba cái label input này, đúng không? Và tiếp theo là cái phần type of music, thì cái này nó là cái phần trước rồi, không có cái gì cả, đúng không? Đấy là thứ nhất là sự thay đổi ở phần index JSP. Tiếp theo ở phần thanh JSP thì chúng ta vẫn giữ nguyên như vậy, chỉ in the email, first name, last name và music thôi, đúng không? Đấy. Thì sang cái phần tiếp theo chính là phần email list servlet. Là lúc đầu này, đây, lúc đầu là sẽ định hướng URL và tag index JSP. Và action của chúng ta ban đầu là rỗng, video servlet thì action là rỗng. Và action là rỗng là null thì action sẽ là join. Nếu action là join thì đi vào trang index.csv, tức là sẽ đi vào cái trang này. Và tại trang index.csv thì các bạn sẽ nhập liệu vào vào đó, đúng không? Lúc này thì hiện tại lúc ban đầu thì các cái message này nó chưa được hàm giá trị gì cả, nên nó sẽ không in cái giá trị message vào ra. Và khi mà các bạn ấn vào join now ấy, đúng không, hay là submit, ấn vào join now thì lúc đó action của chúng ta sẽ là add. Và khi action là add thì các bạn sẽ lấy ba giá trị là email, first name và last name, đúng không, và cái music nữa, đúng không? Rồi, và các bạn add nó vào trong một cái đối tượng gồm có bốn thuộc tính như thế này. Thì cái này đó là ở phần lớp user, các bạn chỉ cần cho bốn cái string và dùng các thuộc tính là get set là được, đúng không? Đấy. Và lúc này chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ khởi tạo ra ba cái message, đúng không? Thì như mình đã nói là trường hợp thứ nhất là trường hợp mà chỉ cần một ô rỗng thôi là nó sẽ thông báo xem đó là nó rỗng một chút nào. Vậy thì chúng ta sẽ viết if else này. Nếu như chỉ cần một trong ba cái đều null hoặc là một trong ba cái đều rỗng thì nó sẽ trường hợp như thế này. Là nếu như email mà rỗng thì ngay lập tức message 1 sẽ là email empty và chúng ta sẽ điều hướng, đúng không? Chúng ta sẽ set attribute của cái biến message 1 này cho cái message 1, đúng không? Tức là sẽ cho chỗ này và nó sẽ nằm đúng một cái vị trí chỗ này và có style color là đỏ, đúng không? Tiếp tục cho trường hợp thứ hai là nếu như mà gì first name mà rỗng thì ngay lập tức là chúng ta sẽ để message 2, cái thông điệp thứ hai là first name empty và chúng ta sẽ điều hướng ra đúng cái vị trí đây, đúng cái vị trí này rồi, đúng không? Còn cái trường hợp số 3 đó là last name mà là rỗng thì chúng ta cũng sẽ điều hướng ở đúng sau cái vị trí last name. À, trước trước cái input last name, đúng không? Đấy, và sau đó thì chúng ta vẫn tiếp tục quay lại URL là index.jsp. Và ở cái phần dưới này là chúng ta vẫn request attribute của user. Do đó là nếu như mà các bạn nhập sai ấy, thì các cái thông tin đoạn trước nó sẽ không bị xóa đi. Và nó vẫn, bởi vì nó vẫn lưu lại cái phiên của user, mà vẫn lưu lại cái đối tượng của user, nên chỉ có cái mà các bạn chưa nhập thì các bạn tiếp tục nhập thôi. Và những cái thông điệp mà nó báo lỗi thì nó sẽ hiển thị lên. Đấy, do đó là nó sẽ không ảnh hưởng gì đến user cả. Khi nào các bạn nhập đủ thì nó mới sẽ sang trường hợp thứ hai. Đó là trường hợp thứ hai, đó là chúng ta nhập đủ thì có hai trường hợp nữa. Trường hợp thứ nhất là trường hợp dùng email lỗi, đúng không? Thì các bạn sẽ phải
user database, viết vào cho cái file user database, chúng ta sẽ phải viết một cái hàm, đó là hàm email exist, đấy, để xem là cái email đấy nó đã tồn tại ở trong cái đường dẫn hay chưa. Vậy thì để lấy được đường dẫn ở đâu thì chúng ta sẽ phải tìm đường dẫn chính là cái file txt này. Và chúng ta sẽ đi vào property này và tìm ở trong cái build, đúng không, tìm trong cái build này. Đấy, và đây là những web này, và đây cái file txt này, à web in này, đấy, và file txt email list server, đây chính là những cái email mà chúng ta sẽ xem ra là liệu nó có tồn tại ở trong số danh sách của các cái đối tượng này hay không, đúng không? Vậy thì lúc đó chúng ta sẽ phải tìm ra cái đường dẫn đấy. Thì để tìm đường dẫn thì các bạn sẽ dùng gì? Các bạn sẽ cho pass bằng request from get select and take và get repath. Đấy, và chúng ta sẽ get init parameter là relative to file để lấy cái đường dẫn tương đối của nó. Thì các bạn cũng cần phải cấu hình, đúng không? Ở đây có phải cấu hình không nhỉ? Đây, chúng ta sẽ phải cấu hình cái init parameter với parameter là relative path to file ở với cái đường link tương đối, đó là web.inf search email.txt để các bạn lấy được cái đường link đấy, đúng không? Và các bạn thực hiện kiểm tra xem là email có trùng không chưa, đúng không? Nếu email trùng rồi thì tiếp tục quay về index để sửa lại email và cho cái message là email bị trùng, đúng không? Còn nếu như mà thành công rồi thì chuyển sang thanh.csp thôi. Và khi mà thành công thì chúng ta sẽ insert nó vào trong cái file txt, đúng không? Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là có insert là chúng ta viết rồi, và chỉ có cái email existed là chúng ta tiêu thêm, đúng không? Thứ nhất insert là ok rồi, cái này là rồi. Còn cái email existed tức là như thế nào? Là các bạn phải lấy cái file đó, sau các bạn đọc các file đó ra, chúng ta sẽ đọc trên từng một dòng và kiểm tra, đúng không? Các bạn chặt cái dấu gạch đứng này. Đây này, đúng không? Các bạn sẽ chặt cái dấu gạch đứng và lấy cái thành phần đầu tiên để so sánh với email. Nếu như mà nó trùng thì ngay lập tức trả về là tồn tại, đúng không? Tồn tại thì chúng ta sẽ không làm gì nữa. Còn nếu như mà nó không trùng thì nó sẽ là return false, đúng không? Còn đây là những cái lỗi ngoài này. Như vậy là chúng ta quay trở lại email list server thì thấy rằng là nếu như mà nó trùng thì cái này là true thì là bị lỗi, đúng không? Bị lỗi là phải index.csp, còn không thì sẽ phải thanh, đúng không? Như vậy là mình sẽ run lại thêm một lần nữa nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ đây, và mình sẽ lựa chọn các cái thông tin như thế này. Và đây là trường hợp là bị trùng, đúng không? Email exit thì bị trùng. Đấy, khi mà các bạn ấn vào journal, đúng không? Thì nó sẽ đi vào trong serverless, và serverless nó sẽ đi vào trong cái cụm nào? Cụm L, đúng không? Bởi vì ở đây tất cả mọi thứ đều liền rồi, sẽ đi vào cụm L. Nhưng trong cụm L này thì có hai trường hợp xảy ra, nhưng mà nó lại rơi vào cái trường hợp thứ nhất là email serverless. Email nó đã bị trùng nên nó tiếp tục quay trở về index.csp, đúng không? Mặc dù các bạn ấn bao nhiêu thì nó vẫn cứ quay trở về index.csp hết. Đó, bởi vì nó vẫn bị trùng. Và khi mà các bạn lựa chọn một cái email khác, nó không bị lỗi nữa, đúng không? Nó không bị trùng nữa. Và sau và thì khi đó ấn vào journal thì đi vào trong serverless, và lúc đó là nó sẽ ánh xạ, đúng không? Nó sẽ sang thanh.csp, thì lúc đó chuyển sang thanh.csp thì mọi thứ là thành công, đúng không? Còn một trường hợp nữa, đó là trường hợp chúng ta điền link bị lỗi, thì nó sẽ làm như thế nào để đường hướng trang 404 DSP, thì chúng ta sẽ tiếp tục viết ở cái phần này. Đây, thực ra là ở cái phần này nhá, là chúng ta ở phần email list server nó chưa động đến cái 404 này, error 404 DSP, mà các bạn sẽ phải cấu hình nó ở trong cái trang web XML. Chúng ta sẽ thêm cái phần này, error page này với error code là 404, thì location có nghĩa là cái đường link của nó sẽ là Enro 404.csp, đúng không? Thì các bạn sẽ phải cấu hình nó ở trong cái trang web XML. Và cái này thì nó sẽ là một cái trang CSP thông thường thôi. Đấy, với cái content type của nó là text và là HTML, đúng không? Và nó sẽ hiển thị ra cái thông tin là 404 Enro này, page này. Đấy, là server là không thể tìm thấy được cái file mà bạn yêu cầu, tức là không thể tìm thấy được cái đường link, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ phải continue thì click vào back button, đúng không? Ở trong trường hợp này thì chúng ta chưa có cái button, đúng không? Nhưng nếu như mà các bạn thấy rằng là các bạn muốn cải tiến nó thêm thì các bạn sẽ cho vào button, và với cái button đấy thì cái giá trị của action nó sẽ là một cái giá trị, đúng không? Đấy, giá trị là joy hay là gì đấy thì nó lại tiếp tục trở về cái index.csp như bình thường, đúng không? Đấy, vậy thì bài này nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Thì chúng ta sẽ có những cải tiến là thứ nhất đó là chúng ta sẽ thêm cái enro 404.csp là như thế này, và ở phần index thì chúng ta sẽ thêm ba cái thông điệp này, đúng không? Ở phần thanh thì vẫn như vậy, user thì vẫn như vậy, user database thì chúng ta sẽ thêm cái hàm để kiểm tra xem là email liệu có tồn tại hay không, và email tại email list serverless thì cái phần đầu là nó vẫn như vậy, còn phần add này thì nó vẫn như vậy, chỉ có cái phần chúng ta thêm đó là cái phần if else để kiểm tra validation, đúng không? Và định hướng đến cái trang JSP nó chính xác nhất có thể.
Và bên cạnh đó thì WebXML thì chúng ta sẽ chỉ cần phải đây chúng ta sẽ chỉ cần hai cái. Thứ nhất là cấu hình lại cái đường link tương đối của cái fan XT, và thứ hai là cấu hình lại cái đường link mà lỗi 404R, đúng không nhỉ? Ok, mình sẽ dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn vì đã xem video này. Hẹn gặp lại các bạn tại các video tiếp theo. Bye bye.